Sắp mùa hè rồi thì chúng ta sẽ không thể nào mặc được đồ mùa đông đúng không ạ? Rất là nóng. Và chị mụn mùa hè cũng vậy, cũng sẽ có những đặc điểm rất là khác với cả mùa đông. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem 5 cái lưu ý khi chị mụn mùa hè để làm sao sạch mụn hiệu quả nhé. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc và mình là Nguyễn Ngọc của Sơn Liễu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bác sĩ Ngọc về chủ đề chị mụn mùa hè thì cần lưu ý những gì. Và trước khi đi vào chủ đề chính thì cũng như mọi lần, nếu bạn nào mà mới đến với kênh YouTube này thì các bạn hãy tham gia vào trong group Skincare Khoa cùng bác sĩ Ngọc này và like fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc nữa nhé. Hàng ngày bác sĩ Ngọc sẽ có rất là nhiều thông tin đăng tải đến đây và chúng ta có thể lên group hoặc là fanpage để hỏi và sẽ luôn luôn có cộng đồng ở bên group sẽ trả lời chúng ta này, hoặc lên fanpage thì bác sĩ Ngọc sẽ trả lời. Và với chủ đề là những chú ý khi chị mụn mùa hè ngày hôm nay, chúng ta sẽ có hai phần đầu tiên sẽ là những cái đặc điểm của mùa hè ảnh hưởng đến da mụn như thế nào, và phần thứ hai đó là chỉ là những cái chú ý cần phải lưu ý. Thì đầu tiên, mùa hè có gì để mà ảnh hưởng lên da mụn chúng ta? Thì điều số 1 mà chắc chắn là ai cũng sẽ rất là dễ dàng nhận thấy, đó là mùa hè ta đổ mồ hôi nhiều hơn đúng không ạ? Nhưng bác sĩ Ngọc bây giờ đang ở trong cái phòng này quay và bật điều hòa rồi nhưng mà vẫn thấy rất là nóng và phải lau mồ hôi liên tục các bạn ạ. Và khi mà đổ mồ hôi nhiều như vậy thì đương nhiên là cái lớp chống nắng của chúng ta nó cũng sẽ không đảm bảo được và chúng ta sẽ phải bôi lại đúng theo quy định. Và cái đặc điểm số 2 khi mà sang mùa hè đó là da chúng ta có xu hướng là tiết nhiều dầu hơn. Ví dụ như là ở mùa đông có một số bạn là da hỗn hợp thì sang mùa đông nó sẽ về thiên khô nhiều hơn, nhưng mà có một số bạn mà da hỗn hợp dầu sang mùa hè nó gần như là chuyển sang là da dầu nhiều hơn. Và đi kèm với cả việc là chúng ta tiết nhiều dầu hơn vào mùa hè thì lỗ chân lông cũng có xu hướng là mở rộng ra hơn. Có ai thấy điều này không ạ? Có ai thấy là mùa hè thì chúng ta cũng bị là lỗ chân lông to hơn một chút và tiết nhiều dầu hơn, thì các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé để bác sĩ Ngọc thấy là mình không cô đơn nhé. Và một đặc điểm số 3 nữa của mùa hè đó là cường độ của tia UV mạnh hơn. Cái này thì chúng ta có thể cảm nhận được rất là rõ rệt đúng không? Và khi cường độ tia UV mạnh hơn như vậy thì sẽ dễ bị kích ứng da hơn này, dễ bị bỏng nắng hơn này, và da chúng ta dễ bị sạm đen hơn và những cái thâm mụn cũng sẽ lâu khỏi hơn nữa. Và tiện đây cũng nói luôn với cả một số chị em mà đang điều trị nám thì sang mùa hè cái tiến triển của chúng ta nó có thể là bập bõm hơn, nó không được nhanh và tốt như mùa đông, thì chúng ta cũng hãy kiên trì thêm một chút, bởi vì mùa hè thì cái cường độ tia UV nó mạnh hơn và những cái điều kiện thuận lợi nó sẽ không như mùa đông để mà trị nám hiệu quả hơn. Rồi bây giờ sẽ đi sang phần 2, đó là 5 cái lưu ý khi mà trị mùa hè. Thì lưu ý số 1 đó là chúng ta phải kiểm soát dầu thừa đúng cách. Ở đây bác sĩ Ngọc nhấn mạnh đó là kiểm soát dầu thừa đúng cách, chứ không phải là chúng ta cứ làm sao để lấy đi triệt để dầu. Ví dụ như là có một số bạn thì rất là thích dùng những cái miếng giấy thấm dầu ấy mà chỉ tập trung vào việc là thấm hút hết dầu ở trên da đi. Cứ có một cái tập giấy thấm dầu, sau đó thì cứ thấm liên tục vứt đi, rồi lại thấm liên tục vứt đi. Như vậy thì nó mang tính chất là lấy đi cái lớp dầu ở trên da của chúng ta nhiều hơn. Thật ra thì cái lớp dầu trên da chúng ta nó cũng sẽ có những nhiệm vụ ở trên da nhất định, làm da mềm ẩm hơn này, bảo vệ da này, và chống kích ứng cho da này, chống lão hóa cho da, rất là nhiều công dụng. Nó tiết ra vừa phải thì rất là ok, nhưng mà khi nó tiết ra nhiều thì đâu đó ở trong cái cách chăm sóc của chúng ta hoặc là theo thời tiết nó có thể thay đổi một chút, thì cái việc mà tập trung lấy đi nhiều dầu hơn nó sẽ không phải là giải quyết vấn đề, mà chúng ta sẽ phải làm sao để hạn chế bị tiết ra nhiều dầu, chứ không phải là tiết nhiều dầu rồi thì cứ mặc kệ cái nguyên nhân của nó mà cứ thế là thấm hút nhiều dầu đi. Ở đây bác sĩ Ngọc muốn nói là chúng ta không phải là không được dùng giấy thấm dầu, mà chỉ là không lạm dụng giấy thấm dầu thôi. Thì nói trong những cái trường hợp mà chúng ta không bị mụn viêm nhiều này và da chúng ta cũng khỏe này, và lâu lâu mà đi ra ngoài mà cần cấp cứu một chút thì chúng ta có thể sử dụng giấy thấm dầu, nhưng mà mỗi miếng chúng ta thấm một vùng thôi, sau đó thì không thấm lên sang vùng khác. Còn chủ yếu chúng ta sẽ phải giảm tiết dầu bằng những cách sau. Số 1, ai cũng biết rồi đúng không ạ, đó là phải cung cấp đủ độ ẩm cho da. Nhưng mà có một số bạn chưa biết đâu nhá, có một số bạn vẫn nghĩ rằng là càng bôi dưỡng ẩm thì sẽ càng lên mụn. Cái này thì bác sĩ Ngọc nói quá nhiều rồi. Chúng ta vẫn phải cung cấp đủ độ ẩm cho da và lựa chọn dưỡng ẩm phù hợp dành cho mùa hè. Đó là những dưỡng ẩm mà thứ nhất là oil free này, không gây kích thích lỗ chân lông này, nancomidon technique này, và nó sẽ là thiên về dạng gel nhiều hơn, nó sẽ thông thoáng hơn về mùa hè. Và số 2 đó là uống đủ nước. Cái này cũng nói rất là nhiều rồi, vừa để cân bằng dầu nước này, vừa để cho da chúng ta có đủ ẩm hơn. Và một cái nữa, số 3 đó là chúng ta hãy bổ sung những sản phẩm mà có chứa kẽm. Cái này thì thường thường là những cái viên kẽm được kê uống kèm cho những bạn mà bị mụn ấy, thì nó sẽ kiểm soát dầu, hạn chế tiết dầu tốt hơn. Hoặc là một số sản phẩm bôi mà có chứa kẽm thì cũng sẽ phần nào đó giúp hạn chế tiết dầu. Và cái chú ý số 2 đó là khi mà chúng ta dùng những sản phẩm treatment để bôi lên da, những loại kem trị mụn ý, thì hầu hết là nó sẽ khá là kích ứng, hầu hết là như vậy. Đó, những loại nhẹ quá thì nó lại không kích ứng lắm, nhưng mà đương nhiên là nhẹ thì nó sẽ hiệu quả nó sẽ ít hơn, và nó sẽ thường phải kết hợp với cả những loại khác. Còn những loại mà bôi rất là hiệu quả thì thường thường nó hay gặp tình trạng kích ứng nhiều. Vì thế cho nên là khi mà bôi trị mụn mùa hè thì các bạn chú ý rằng phải chống nắng thật là kỹ. Vì nếu như mà không chống nắng kỹ, chúng ta rất dễ bị kích ứng với cả những sản phẩm mà trị mụn đấy. Nó sẽ nhạy cảm hơn với tia UV và nó rất dễ khiến chúng ta bị sạm đen này, kích ứng này, có thể là dễ bị bắt nắng và bỏng nắng nhiều hơn. Và có một chú ý thêm nữa, đó là trong những ngày mà chúng ta phải đi du lịch hoặc là đi ra hoạt động ngoài trời nhiều, thỉnh thoảng có những ngày đi
du lịch hoặc là đi cắm trại, đi tình nguyện đi đâu đó, thì trước hôm đó chúng ta hãy ngừng bôi treatment lại. Khoảng vài hôm chúng ta có thể ngừng được vài hôm như vậy, vì thà rằng là nghỉ tạm vài hôm còn hơn là trong cái trường hợp chúng ta đi ra ngoài nhiều mà bôi treatment như vậy nó rất là dễ khiến da bị cứng, bởi vì đôi khi đi ra ngoài chúng ta không đảm bảo được vì chống nắng tốt ý, thì nó sẽ khiến dễ bị bỏng nắng và dặn đen. Và chú ý số 3, khi mà ngồi điều hòa vào mùa hè thì các bạn hãy chú ý một điều này cho bác sĩ Ngọc này, đó là chúng ta hãy chuyển sang chế độ bông tuyết, tức là cái chế độ mà nó có cân bằng ẩm ấy. Nó sẽ hạn chế tình trạng bị khô da hơn, vì có rất là nhiều nơi ở văn phòng, ở công sở hoặc ở đâu đó người ta thường là để chế độ hình giọt nước, là cái chế độ mà nó khô, nó sẽ cảm giác da rất là khô, da mặt, da tay, da người rất là khô, miệng cũng thế, cảm giác nó khô khan, nó rất là khó chịu. Thì chúng ta trong những trường hợp đấy chúng ta không thay đổi được thì hãy để một cái máy phun ẩm ở bên cạnh mình, một cái máy phun ẩm ở bên cạnh cái bàn làm việc của mình, hoặc là hãy dấp ướt những cái rèm cửa, hoặc là để với khăn ẩm, khăn gọi là cái thảm dấp ướt ẩm, nó khô chúng ta lại dấp ướt lại để cho nó sẽ hạn chế cái tình trạng là bị khô da và khô môi, khô da người, khô da mặt nhiều hơn. Thì đấy là một số những kinh nghiệm của bác sĩ Ngọc. Còn nếu như mà ở nhà chúng ta có thể điều khiển được thì hãy chuyển cái chế độ của máy điều hòa về chế độ bông tuyết thì nó sẽ đỡ bị khô da. Và bởi vì sao lại cần đỡ bị khô da, bởi vì khô da ấy nó không phải là tạo cảm giác dễ chịu khô thoáng đâu, mà sau đó da nó sẽ bị tiết dầu nhiều hơn để mà cân bằng lại cái lượng nước bị mất đi đấy. Và các bạn cũng biết rồi đấy, nhưng mà bị tiết nhiều dầu hơn để cân bằng lại cái lượng ẩm trên da bị mất đi thì da nó sẽ rất là dễ bị cắp. Và chú ý số 4 ở đây, các bạn hãy nhìn bác sĩ Ngọc nha, hôm nay bác sĩ Ngọc đã hất gọn tóc lên rồi. Thật ra bình thường thì mình không phải để tóc mái dày đâu, nhưng mà nó nóng quá mình hất cho lên cho nó gọn ấy. Thì bình thường các bạn có thể, có nhiều bạn là để tóc mái, có thể để che mụn đi này. Thì sang mùa hè các bạn chú ý là càng phải hất gọn tóc lên hơn nhé, bởi vì là nó sẽ tạo thành một cái môi trường rất là nóng ẩm, mồ hôi tiết ra nhiều này, tóc vừa dính dầu này, vừa dính mồ hôi này, mà nó ấp vào trán ấy, khiến trán chúng ta rất là dễ bị nổi nhiều mụn. Chính vì thế cho nên là hãy vén gọn tóc sang một bên, hoặc là để mái thưa thôi, vén gọn sang một bên, hoặc là hất lên như bác sĩ Ngọc, cho ruồi nó có lỡ đậu vào thì nó cũng trượt chân mà ngã. Và một chú ý số 5 nữa trong cái việc mà trị mụn và chăm sóc da vào mùa hè, đó là chúng ta hãy tăng cường trong cái việc trị thâm hơn, bởi vì là mùa hè mà da chúng ta không chú ý trị thâm nhiều hơn thì da thâm rất là lâu, vì cái cường độ tia UV nó mạnh hơn, và nếu như chúng ta không bảo vệ da, không có những biện pháp trị thâm tăng cường hơn thì thâm nó sẽ lâu hơn, tiến triển so với cả mùa đông đấy. Thì cách để tăng cường trị thâm tốt hơn, ngoài cái việc là sử dụng những loại kem bôi trị thâm đi kèm với cả trị mụn như là những cái nhóm Azelaic này, hoặc là AHA này, hoặc cả niacinamide này, thì chúng ta hãy uống, tăng cường những cái loại uống mà có chứa hàm lượng vitamin C nhiều, như là sinh tố ổi này, cam này, bưởi này, và một số loại vitamin A như là đu đủ này, cà rốt này. Thì đó là những cái chất chống oxy hóa có trong tự nhiên để giúp chúng ta sẽ tăng cường cái khả năng trị thâm cho da. Ngoài ra thì có thể sử dụng thêm những cái viên uống chống oxy hóa, những viên uống chống nắng cũng có khả năng chống oxy hóa này, để tăng cường cái khả năng trị thâm này. Hoặc là một số chất chống oxy hóa như là glutathione này, cái viên C này, C dạng viên ấy, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng đề kháng này và vừa tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống lão hóa và trị thâm cho da tốt hơn. Thì trên đây là năm cái chú ý bác sĩ Ngọc đã nêu ra cho các bạn trong cái việc là trị mụn và chăm sóc da mụn vào mùa hè. Hy vọng là các bạn có thể nói thật là dễ hiểu, và nếu thấy hay thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng được biết nhé. Và nếu yêu mến bác sĩ Ngọc thì ấn đăng ký kênh YouTube này và ấn thêm vào hình quả chuông nữa, để hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn trên kênh YouTube này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.